Tôi nhớ là ngày xưa ở cái thời thế hệ tôi đó thì không có ngày 8 tháng 3. Nhưng mà ngày 8 tháng 3 của cuộc sống bây giờ là thì tôi thấy có nhiều điểm hay lắm đó. Tại sao tôi nói có điểm hay? Lý do là nhiều khi cái cuộc sống mình sống mỗi ngày đi, mình quên hẳn cái công lao người phụ nữ, quên hẳn cái bóng hình người phụ nữ, mà mình cứ nghĩ rằng đó là một cái chuyện mà nó bình thường, phải không? Có nam mà có nữ thôi. Nhưng mà thật ra cái người phụ nữ trong cuộc sống đó, thì nó có rất nhiều đặc điểm và nó gây dấu ấn rất nhiều ở trong cái mọi sinh hoạt của các quốc gia luôn, chứ không phải nói là chỉ Việt Nam mình. Do đó mỗi năm mà khi đến ngày 8 tháng 3 thì tôi thấy ở trong các cơ quan làm việc, các đơn vị thì bao giờ cũng có một cái không khí gọi là không khí tiền 8 tháng 3. Có là những ngày trước 8 tháng 3 đó là bao giờ những nơi mà có ý định mà tổ chức 8 tháng 3 thì họ cũng có kế hoạch, hay là chương trình văn nghệ, hay là chương trình karaoke, hay là chương trình trình diễn gì đó. Thì tôi thấy đó là một cái điểm rất tốt. Và tự nhiên mình thấy cái người phụ nữ mà mình quên trong cuộc sống này đó là đúng là một cái giới mà cần được tôn vinh và cần được trân trọng và cần được nhắc nhở bằng cái hình thức là mỗi năm có một ngày 8 tháng 3. Do đó tôi hoàn toàn ủng hộ và mong rằng ngày 8 tháng 3 hàng năm ở Việt Nam chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều hình thức phong phú để mà tôn vinh người phụ nữ. Nhân ngày 8 tháng 3 năm nay, tôi cũng có lời chúc gửi đến các bạn nữ là càng ngày là càng thành đạt ở trong công việc của mình, càng ngày càng chăm sóc gia đình của mình càng ngày càng tốt hơn, thì giới nam giới chúng tôi càng thấy giới nữ là bao giờ cũng như là một bông hoa, hay nói khác đi là một vườn hoa đầy đủ màu sắc, và giới nữ là cái nguồn động lực đem đến mọi cái phát triển trong xã hội. Và nói tóm lại, ngày 8 tháng 3 là một ngày mà tôi luôn luôn bao giờ mong các bạn nữ cũng đem đến những niềm vui cho xã hội và riêng cho bản thân của giới nữ. Và sau đây, tôi xin gửi đến các bạn một ca khúc mà tôi vừa mới viết, xem như là một quà tặng gửi đến các bạn trong mùa 8 tháng 3 năm nay. Còn nhớ không em những con đường xưa lá bay ngập lối? Còn nhớ không em những con đường ta đón đưa một thời? Ôi bao kỷ niệm không sao nguôi quên, dẫu cho sông đời số ta lênh đênh. Dù tháng năm qua còn mãi chia xa, lòng ta mãi khắc ghi chuyện chúng mình. Nhớ sao là nhớ, nhớ sao những chiều chờ nhau dưới mưa. Thương sao là thương, thương sao con đường dọc nghiêng bóng tre. Nhớ sao là nhớ, nhớ sao những mùa phượng rơi cánh bay. Thương sao là thương, từng câu hẹn ước người trao đắm say. Còn đó em ơi, những câu tình ca thắm xanh màu lá. Còn đó em ơi, những câu tình say mãi chưa nhạt nhòa.
mãi không bao giờ chúng ta phôi pha, mãi không bao giờ chúng ta chia xa. Đường mãi ghi tên nào dễ đâu quên, từng đêm đỏ mắt mơ chuyện chúng mình. Đường mãi ghi tên nào dễ đâu quên, từng đêm đỏ mắt mơ chuyện chúng mình.